Con hỏi thầy, thầy nói hỷ là pháp độc nhất, không xen một pháp nào hết. Con nghe thầy đọc giảng bài, thầy đọc hỷ với lòng từ. Hỷ với lòng từ là cái tâm hỷ mình với lòng từ, không có nghĩa là mình tu với lòng từ, mà trong hỷ nó có lòng từ. Con có hiểu, bởi vì muốn dùng cái danh từ cho nó cụ thể rõ ràng, nói với lòng từ để cho nó rõ, nhưng sự hỷ với lòng từ nghĩa là khi mà cái tâm mình quan hỷ thì ngay đó nó có lòng từ, thì mình xác định là cái lòng từ của mình nó từ trong hỷ mà sinh ra. Tức là mình phải nói cho rõ cái chỗ này để không người ta thấy như mình hai pháp. Thì muốn nói như vậy để cho thấy là cái chỗ mình tu nó chỉ có một pháp độc nhất, mà thấy có cái lòng từ của mình, lòng thương yêu của mình sanh ra, mình nói bây giờ đây là từ của mình. Thì như vậy là quá trình mình làm, coi mình làm từ ở trong hỷ nó có cái từ của nó, như thầy nói mà. Nó có từ rồi nó có bi rồi nó có xả ở trong đó, chứ nó không phải đâu. Nếu mình thấy mình xả được thì mình do mình nó hỷ nó có cái pháp xả nữa sao? Không, nó chỉ có một, nhưng mà nó kèm nó đủ trong đó, nó có hỷ. Hễ tâm mình có hỷ thì nó có xả có từ. Nhưng mà ở đây nói với lòng từ, với lòng bi, lòng xả là để cho mình phân biệt được trong hỷ nó có từ, có bi, có hỷ xả. Có hiểu không? Cái giảng bài nó như vậy để cho mình nhận xét cho rõ, chứ không phải là mình giới là nó có cái pháp kèm với nó, không phải để cho mình nắm cho rõ. Như vậy đâu còn pháp độc nhất, vì pháp độc nhất là không có một tâm từ, tại vì con hiểu sai cái lời thầy nói. Nên bi là một pháp độc nhất, vì thầy nói pháp độc nhất hỷ là hỷ chớ sao lại, là hỷ với từ tâm sao được. Con chẳng hiểu câu này, đó thầy giải thích cho con hiểu. Thầy đã nói trước khi mà thầy cho cái giảng bài này, thầy đã nói trước là từ trong hỷ thì nó có từ và bi xả trong đó nó đủ. Nó giới để cho mình nhận xét qua cái chỗ của mình, khi mà mình hỷ cái này nó có cái từ hay không. Mình muốn cái giảng bài của mình để cho mình nhận xét qua cái đó nó có cái từ không, mà hỷ này nó có bi không. Bởi vì khi mà mình quan hỷ được thì mình biết cái lòng của mình từ nằm ở trong cái chỗ nào, nó có cái trạng thái nào mà xảy ra cái hỷ này. Nó xảy ra cái hỷ này là do từ, hay hoặc xảy ra cái hỷ này là do bi. Ví dụ như bây giờ đó, thầy rất quan hỷ khi mà thầy làm một cái công việc giúp một cái người đang bệnh đau, mà thầy rất quan hỷ trong cái vấn đề làm việc này. Thì lúc bây giờ cái quan hỷ của cái việc làm này thì rõ ràng mà thầy xét đó là giới cái tâm bi của mình, nó không lộn với cái tâm từ được. Ví dụ cái hành động bây giờ có người bệnh đau, thầy ôm người đó, thì nuôi họ, thì đem đến bệnh viện để mà mọi người để bác sĩ họ lo lắng, rồi thầy giữ, thầy ở đó, thầy giúp đỡ tận tình với cái người bệnh đau đó cho đến khi cái người đã mạnh rồi. Thì lúc bây giờ thầy thấy cái niềm quan hỷ mà thầy làm cực nhọc như vậy, mà thầy rất quan hỷ, thì trong đó thầy xét lại đó, bây giờ chính cái hành động mà quan hỷ này nó có cái bi đó, chứ không phải thầy tu tập cái bi mà thầy tu tập cái hỷ. Con hiểu không? Nhưng mà nó vẫn có cái bi ở trong đó, bởi vì cái hành động thầy làm giúp đỡ cái người đó nó có cái bi đó. Thì ở đây cái giảng bài rất kỹ để mà chúng ta thấy được cái hành động chúng ta làm cái công việc đó, mà nó thể hiện cái lòng hỷ của chúng ta, mà nó thể hiện qua cái bi hay qua cái từ, qua cái lòng xả của chúng ta. Thì như vậy là con đã hiểu rồi, chứ không phải là nó còn hai pháp đâu. Cũng như xả là xả chứ không xen hỷ, xả là xả, nhưng mà chúng ta nghiệm trở lại, nghiệm trở lại, nghiệm xả hết rồi. Khi bắt đầu bây giờ mình xả hết thì bắt đầu mình thấy do tu tâm xả, mà khi mà xả hết rồi thì con thấy có sự an lạc. Bởi vì Đức Phật nói xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh á, thì nó ở trong cái trạng thái của tứ thiền, mà tứ thiền là cái hỷ lạc của tứ thiền, mà do tứ thiền nó tuyệt vời hơn là sơ thiền, nhị thiền nó phải có. Nhưng mà ở đây cái tâm xả của tứ thiền á, mấy con thấy nó có nó hỷ lạc không, nhưng mà trong tứ thiền nó có cái hỷ lạc rất là tuyệt vời, chứ không phải không có. Nhưng mà mình nghiệm xét lại, bây giờ tôi xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh này, tôi xét lại tôi thấy rõ ràng ở trong đó có cái hỷ, có phải không? Nếu mà không có hỷ thì tôi lạc con đường khác rồi, tôi lạc con khác. Cũng như bây giờ thầy đi dục lễ pháp này, thầy nhập sơ thiền này, thì năm chi thiền hiện ra, năm chi thiền hiện ra thì do ly dục sanh hỷ lạc, bây giờ cái hỷ nó có, phải không? Do tôi ly dục, ly chứ không phải là tu cái tâm hỷ, nhưng mà trong cái tâm ly nó có cái hỷ ở trong đó, các con hiểu không? Chứ không phải là tu tâm hỷ.
Nghĩa là do cái sơ thiền, bây giờ sơ thiền là cái dễ nhất. Tôi ly dục ly ác pháp, tôi ly dục ly ác pháp, nó có cái tự, nó có cái hỷ, do ly dục sanh ác pháp nên do ly dục sanh hỷ lạc, thì cái hỷ lạc nó do ly dục, cho nên chỗ ly dục nó mới có cái hỷ lạc này, phải không? Do chỗ mà diệt tầng tứ định sanh hỷ lạc, do diệt tầng tứ nó mới có hỷ lạc này, cho nên cái hỷ lạc này khác. Vì vậy mà do tôi diệt tầng tứ mà tôi có hỷ lạc, tôi diệt đó. Còn do tôi xả, tôi tu cái tâm xả, cho nên xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh thường, thì tôi có cái hỷ lạc của tứ này. Cái hỷ này không phải tôi do tôi tu đâu, còn tôi tu trong cái hỷ thì nó lại khác, tôi tu trong cái hỷ nó lại khác. Đó thì mình phải hiểu để mà làm bài cho nó đúng, chứ không khéo nó pháp độc nhất rồi nó có hai pháp. Như vừa rồi đó thì cũng như là Quyên Thanh hỏi thầy á, thì coi như là cái hỷ này dưới lòng từ thì hiểu như vậy là có hai pháp. Thành ra cái hiểu của nó thì nó hiểu là thầy nói như vậy là có hai pháp, không, nó đã hiểu sai, nó đã hiểu sai cái ý của thầy muốn nói. Cho nên thầy nói pháp độc nhất, mà trong đó thì đã thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần là trong đó nó có, khi mà hỷ thì nó có từ bi và xả, mà khi tu tâm từ thì trong tâm từ đó nó có bi và hỷ và xả, nó có luôn bốn cái của nó trong đó, nhưng mà cái đó là của nó chứ không phải là của cái pháp tác tóc già. Tại mình hỷ được thì mình phải có mấy cái kia, mà mình từ được thì mình phải có mấy cái kia, chứ không phải mình tu các pháp kia. Mình phải hiểu như vậy. Vì trong xả có tiềm ẩn tâm từ bi hỷ, cho nên bài giải độc nhất là một. Thầy giảng câu này cho con biết đó, như vậy là đúng, không có sai đâu. Thầy giảng cho hiểu biết. Cho nên do cái sự tu tập mà không khéo thì khi mà làm bài này thì nó sẽ bị nó sẽ bị sai đi. Cho nên vì vậy mà khi mình làm đó thì cần thiết mình nhận xét qua cái sự thực hành. Ở đây thầy muốn nhắc trong cái sự thực hành đấy con. Khi mà các con tu về tâm xả rồi mấy con nghiệm lại cái tâm xả thì mấy con thấy. Khi mà xả thì mấy con sẽ thấy xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Thì mình nghiệm lại, mình thấy ở trong cái trạng thái của tứ thiền á, thì nó có cái hỷ lạc của tứ thiền. Bởi vì mình tu này là tâm xả, tôi xả lạc, xả khổ, xả niệm. Bây giờ tôi tỉnh chỉ hơi thở là tôi xả khổ đó. Mà khi cái hơi thở tôi nó ngưng rồi thì tôi nghiệm xét coi nó ngưng đây nó có thọ khổ hay là thọ lạc đây. Mà không ngờ nó là nó có cái sự quan hỷ rất lớn, nó có cái do tu tâm xả chứ tôi đâu có tâm hỷ, mà tại sao nó có loại cái hỷ đây. Thì như vậy là mình sẽ thấy rằng trong cái tâm xả mình vẫn có cái hỷ ở trong đó. Một lúc nữa mà khi các thầy được về xong á thì con ở lại đây gặp thầy chút. Con để thầy trả lời cái này rồi. Tính mà thầy con vẫn chưa hiểu.